Bốn cái video hồi trước á là mình hiểu á là nếu mà người ta đưa mình một cái cân và khi người ta nói bên này nó bằng nhau bên này 1 2 3 4 5 thì mình có quyền cộng đều hai bên, mình có quyền trừ đều hai bên, mình có quyền nhân đều hai bên, mình có quyền chia đều hai bên. Ok, thì bây giờ nếu mà người ta đưa mình cái này, con phải cố gắng đoán bao nhiêu cục kẹo ở trong cái bag này, thì mình viết xuống x plus 2, ở bên đây á là 5, tự mình có 5 cục kẹo là đang bây giờ x cộng cộng cho 2 bằng 5 là cái gì ở trong đây. Ok, thầy biết cái thí dụ này nó dễ lắm, con có thể dùng ở trong cái óc của con có thể đoán cái số gì trong đây cộng 2 là 5. Thầy biết là nó dễ mà đều cố gắng làm cái kiểu này đi, tự nó ngày mốt cái thầy thầy cho mấy cái khó hơn, con dùng cái óc suy nghĩ ra không được, con phải viết xuống từ từ. Bây giờ bắt tập tập làm vậy nè, lấy nguyên cái khúc này đi xuống. Ok, thì x cộng 2, bây giờ mình trừ 2, tự mình trừ đều hai bên thì thầy lấy cái năm này xuống, thầy trừ 2 2 ở bên đây luôn, là mình đang trừ 2 ở bên tay trái mình trừ 2 ở bên tay phải, nó đang đều là hai hai bên nó cũng còn công bằng. Ok, thì nhớ cái này là một loại nè, chứ cái này loại khác, và cũng như con này á là con elephant. Ok, con này là con, cái này á là con giraffe, cái này là con giraffe, là hai cái con giraffe nó giống nhau thì mình có quyền ép nó lại. Ok, thì con elephant nó khác thì mình không có quyền ép nó, thì mình đem xuống thôi. Ở cái con giraffe như là con giraffe này mình ép nó vô, 2 cộng cho 2 2 trừ cho 2 là gì, 2 trừ cho 2 là không, thì mình cộng không, mình đều mình cộng không, mình có thể cũng như bỏ nó không cần nó. Ok, thì bên thì thầy thầy nói á, là nguyên cái này á là nó bằng nhau cái này nè, cái x thôi, là nhớ nhớ simplification không, mình lấy đồ khó mình làm lại cho nó dễ, là cái này hơi khó thì mình làm cho nó dễ, là cái này á thực sự là nó bằng nhau cái này. Ok, bên này á 5 5 trừ cho 2 là gì, 5 trừ cho 2 là 3, là mình có 3 cục kẹo ở trong cái túi này. Thấy không? Là thầy nãy mình có thầy nãy mình trừ 2 hai bên, là thực sự là mình bỏ bỏ 2 cục kẹo này, bỏ 2 cục kẹo này, là nó sẽ có cái túi một một cái bag bằng nhau 3 cục kẹo. Ok, thầy cho cái thí dụ khác đi. Bây giờ thí dụ có cái cân, thì mình ở bên đây mình có một cái bag, mình có 1 2 3 4 cục kẹo, ở bên đây mình có 10 cục kẹo đi. Ok, cái này là gì, x cộng cộng 4, cái này tự nó mình đang biết là nó công bằng thì mình biết là equal, hai bên là bằng nhau 10. Bây giờ mình làm cái gì đều hai bên, mình thực sự là mình muốn làm sao làm đều, mình có một cái bag ở bên đây, thì kia nó có cái gì ở bên đây, là mình biết là cái này cái x này nó bằng nhau cái gì, là thực sự là mình muốn viết cái số 4 này nè, không là một chút làm sao làm một chút mình có x bằng nhau cái gì là mình biết. Ok, bây giờ đó, là mình làm cái gì đều hai bên, mình trừ 4 thì mình đem cái này xuống nè, mình đem nó xuống là x cộng 4, ok, trừ cho 4, ở bên đây thì 10 trừ cho 4. Ok, hai hai cái này với lại cái này mình có thể ép nó vô, tự nó là một loại, cũng như con này là con elephant, con này là con giraffe, thì mình ép nó vô là mình chỉ còn x, ở bên đây mình chỉ còn x, từ 4 trừ cho 4 là không, thì nó cũng như là giết nhau vậy. Ok, bên đây là 10 trừ cho 4 là 6, là mình biết là 6. Ok, cái này
cộng 1, 2, 3, 4, 5. Ở bên đây, mỗi 13 đi. Thì mình biết là x cộng 5 bằng bằng 13. Ok, thì mình làm cái gì hai bên? Thì mình thực sự là mình muốn viết cái số 5 này nè. Thì mình trừ 5 hai bên, thì mình lấy cái này xuống. Mình lấy cái này xuống là x trừ cộng 5 trừ cho 5. Thì khi mình trừ 5 hai bên đó là 13 trừ 5. Ok. Thì cái này nó giết nhau với là cái này, là mình chỉ còn x à. Thì cái ở bên đây 13 trừ cho 5 là 8, là x là 8 của kẹo trong đây. Không, mình bỏ nguyên cái năm này, thì mình bỏ năm cái cục kẹo bên đây là mình sẽ có 8 cục kẹo. Ok, ví dụ người ta nói x trừ cho 3 là 4, là x là gì, thì mình viết cái số, mình cố gắng làm sao mình viết cái số 3 này. Thì bây giờ thì mình cộng 3 đều hai bên. Ok, thì thầy thầy bây giờ đem đem cái này xuống, đem cái này xuống nè, đem nó xuống. Ok, là x trừ cho 3, thì cái bây giờ thầy cộng 4, 3 cộng 3 đều hai bên. Bây giờ đem cái số 4 xuống. Bây giờ cộng 3, từ hồi nãy mình cộng 3 ở bên đây thì mình phải cộng 3 ở bên đây. Ok, là thấy thế hai cái này giống nhau, cái này giống nhau với lại cái này, cái loại của nó giống nhau, thì mình có quyền ép nó lại. X là con voi, con này là con giraffe. Giraffe thì mình chỉ con voi thì mình chỉ đem xuống, từ không có cái gì giống nhau nó hết. Con giraffe, hai cái con giraffe thì mình ép nó vô. Bây giờ mình đang ở trừ 3, mình cộng 3. Ok, mình vẽ cái tấm hình của mình ở trên đây đi. Mình đang ở ở minus 3. Thì khi mình cộng 3 là gì? Mình đang ở minus 3 nè. Cái số 0 ở đây. Mình cộng 3 là mình sẽ đi đi lại số 0. Thì âm âm 3 cộng cộng cho 3 là thực sự là nó là 0, là mình sẽ cộng 0. Nó giết nhau, đều mình không có giết cộng 0. Mình bỏ nó đi, nó sạch sẽ hơn. Ok, thì ở ở bên đây á, là thầy nói là nguyên cái này nè nó bằng nhau là cái x này. Ok, ở bên đây á, là thực sự là chỉ có x thôi. Ở bên đây thì mình cộng 3 hai bên á, là mình 4 cộng 3 là 7, là thực sự là cái x hồi nãy á, cái ở trong đây á, là 7. Tự mình coi 7 trừ cho 4 là trừ cho 3 là 4. Ok, ví dụ cái khác đi. Bây giờ thầy nói x trừ cho 5 là 11. Ok, bây giờ mình làm gì? Mình chỉ muốn viết cái này nè, mình muốn viết số 5 nè. Tự mình muốn x cho nó riêng, mình làm sao làm cho nó x là bằng cái gì, thấy không? X mình muốn cái x nó đứng một mình, cái này nó đang có số 5, thì mình cố gắng làm sao mình viết số 5. Thì mình cộng 5 hai bên. Ok, bây giờ thầy đem đem cái này xuống, x trừ cho 5. Bây giờ mình cộng 5 hai bên. Ok, là cái này giống nhau với lại cái này, cái loại của nó giống nhau, thì mình có quyền ép nó lại. Ok, thì âm 5 cộng 5 là 0 rồi, là chỉ còn x thôi. Thì mình đem cái x xuống. Ở bên đây 11 cộng 5 là 16, không, cái x của nó là chỉ có một mình nè, không. Ok, thì nếu mà người ta đưa 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 đồ là cũng như là x cộng cho a, cái gì cũng được hết,
bằng 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 cái gì cũng được hết, thì mình cố gắng làm sao viết cái e này, thì đang bây giờ nó đang cộng thì mình trừ e hai bên đúng không, mình trừ e thì mình viết cái này cho nó, cái x của mình là đứng đứng một mình. Nếu mà người ta đưa x trừ cho a bằng bla 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 thì mình làm sao mà được mình viết cái a này, mình viết cái a này là mình cộng cộng a hai bên, cũng như là x trừ a cộng a xin lỗi cộng a, thấy hai cái này nó giết nhau không? Âm a cộng a là nó giết nhau, là nó chỉ còn x thôi à. Ok, xong.